Xin chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một lỗi trong MyGuppy. Lỗi về một cây cung và một mũi tên. Ok, bắt đầu nào. Này mình chỉ hướng dẫn cho mấy bạn không biết thôi nha. Còn mấy bạn nào biết thì xem lại cũng được. Tùy mấy bạn thôi. Ok. Bước đầu tiên thì chúng ta phải cần một cây cung phải không? Thì lỗi về cây cung mà không cần cây cung mà để cần gì? Cần cây cung và một mũi tên. Bước thứ hai là bạn kéo ra. Rồi bạn giục cái mũi tên trên túi đồ bạn. Giục ra bạn bắn. Chúng ta được hai mũi tên. Lần nữa nha. Rồi bạn kéo ra nè. Rồi bạn giục cái mũi tên này ra, bạn bắn. Được 3 mũi tên. Ok, làm lần nữa cho mấy bạn xem kỹ nha. Bạn có thể làm lên trời cũng được. Đây, kéo ra rồi, giục cái mũi tên ra bắn. Thôi. Ok, được 4 mũi tên. Mấy bạn làm kiểu nào cũng được, mình nghĩ sao là làm đầy được rồi. Còn một điều quan trọng nữa cần lưu ý, là một tách cung với một mũi tên thì không làm được nha mấy bạn. Này, kéo ra, giục một tách cung ra, rồi bắn. Đó thấy chưa? Rồi một tách cung ra bắn nguyên mũi tên bên đây. Rồi mình kéo, mình bắn cái này ra, chụp ra. Nó vẫn không làm được. Vẫn như cũ. Thì mấy bạn chỉ cần cắt cái tách cung này ở nhà. Tách cái tách cung này ra rồi bạn làm như hồi nãy. Đó, ok. Cái này rất là phù hợp với trong khi mình chơi subway. Nhưng mà đừng có ăn gian nha. Chơi đàng hoàng. Chơi đi kiếm nguyên liệu để làm đàng hoàng. Chơi như vậy chắc chết. Chắc tố cáo chết rồi. Ok. Video này hơi ngắn nha các bạn. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã coi video này. Nếu mấy bạn thích thì hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mấy bạn đã coi. Bye bye mấy bạn, hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.